Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về chiến tranh vùng vịnh năm 1990-1991. Năm 1958, nước Cộng hòa Iraq được thành lập. 3 năm sau, năm 1961, Kuwait cũng tuyên bố độc lập và tham gia Liên đoàn Ả Rập cùng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Iraq không công nhận đường biên giới rõ ràng với Kuwait. Quan hệ hai nước bất đồng về chủ quyền ở hai hòn đảo Waba và Bubajan phía tây vịnh Persian. Năm 1973, Iraq chiếm một đồn biên phòng của Kuwait nhưng buộc phải rút quân do sự phản đối mạnh mẽ của các nước Ả Rập. Năm 1975, hai bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết bất đồng nhưng không đi đến kết quả. Trong những năm 80, quan hệ hai nước có chiều hướng dịu đi vì Iraq mải lo chiến tranh với Iran. Nhưng khi chiến tranh Iraq và Iran kết thúc là lúc bất đồng Iraq và Kuwait lại nổi lên. Tháng 5 năm 1990, trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại Baghdad, Tổng thống Iraq Saddam Hussein tố cáo các nước Ả Rập, đặc biệt là Kuwait, sản xuất dầu quá hạn định, khiến giá dầu thô hạ, gây thiệt hại cho Iraq, yêu cầu các nước Ả Rập phải xóa nợ viện trợ cho nước này. Sau đó, tố cáo Kuwait khai thác dầu mỏ ở Rumela, vùng đất đang tranh chấp giữa hai nước. Trong giai đoạn này, Iraq triển khai lực lượng quân sự ở vùng biên giới nhằm gây áp lực với Kuwait trên bàn đàm phán và sẵn sàng đánh chiếm khi thương lượng thất bại. Thực tế, cuộc đàm phán giữa hai nước vào ngày 30 tháng 7 năm 1990 tại Jeddah, Saudi Arabia hoàn toàn bế tắc. Ngày 2 tháng 8 năm 1990, cho rằng Kuwait đã khoan nghiêng giếng dầu của họ vào biên giới của mình. Dù không chứng minh được, quân đội Iraq vẫn tiến hành đánh chiếm Kuwait. Vào 1 giờ sáng, 3 sư đoàn đã vượt biên giới tấn công vào Kuwait. Một sư đoàn bộ binh cơ giới và một sư đoàn thiết giáp thực hiện cuộc tấn công hướng Nam dọc theo trục sắc quyền Abdali, tiến tới đèo Anjara. Một sư đoàn thiết giáp yểm trợ từ phía Tây. Cùng lúc, lực lượng tác chiến đặc biệt tấn công vào thủ đô Kuwait bằng trực thăng. Các đội biệt kích đổ bộ bằng đường biển tấn công vào cung điện và cơ sở quan trọng khác. Quốc vương đã kịp trốn sang Saudi Arabia, nhưng em trai của ông bị sát hại. Sau nhiều ngày tiến công và đánh chiếm, ngày 8 tháng 8 năm 1990, cuộc tấn công kết thúc. Saddam Hussein thông báo sáp nhập Kuwait thành tỉnh thứ 19 của Iraq. Sau khi chiếm được Kuwait, Iraq vấp phải sự phản đối của Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước liên quan, trong đó có Mỹ. Mỹ đã tập hợp được một liên quân 34 nước đồng minh chống lại Iraq. Dù đưa ra nhiều lý do muốn can thiệp vào Iraq, nhưng ai cũng hiểu rằng nguồn lợi từ dầu mỏ ở đây mới là cái đích mà Mỹ muốn nhắm đến. Liên Xô không tham gia vào liên minh này. Tuy nhiên, Moscow ủng hộ các chế tài trừng phạt do Liên Hợp Quốc đặt ra, ủng hộ việc thông qua Liên Hợp Quốc để giải quyết xung đột trên bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Ngày 15 tháng 1 năm 1991 là hạn cuối mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề ra cho việc Iraq rút khỏi Kuwait. Mọi biện pháp can thiệp sẽ được thông qua sau đó. Đến cuối cùng, nhà lãnh đạo Saddam Hussein đã từ chối nhượng bộ. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 1991, chiến tranh vùng vịnh leo thang với một chiến dịch quân sự khổng lồ mang tên Bão táp sa mạc. Mở đầu bằng việc đưa tên lửa hành trình của Mỹ từ các tàu chiến phóng vào các mục tiêu quân sự của Iraq và máy bay tàng hình F-117 ném bom vào tòa nhà thông tin ở thủ đô Baghdad. Tiếp đó, những chiếc máy bay chiến đấu xuất kích từ các hàng không mẫu hạm của Mỹ và Anh ở ngoài khơi vịnh Ba Tư lao vào không phận Iraq và oanh tạc các cơ sở quan trọng như các đầu mối thông tin, căn cứ không quân, các nhà máy nguyên tử, hóa học, các tòa nhà chính phủ và trận địa tên lửa tại khu vực phía tây Iraq. Sự kiện này chứng kiến sự ra mắt của các loại vũ khí tàng hình, tên lửa dẫn đường chính xác và hỗ trợ không gian trên chiến trường. Sau một giờ, phía Iraq mới chống trả bằng tên lửa và pháo phòng không nhưng không hiệu quả. 2 giờ sau cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Bush đọc diễn văn trên đài truyền hình tuyên chiến chống lại Iraq. Ngày 18 tháng 1 năm 1991, Iraq đáp trả bằng cách bắn tên lửa Scud vào các căn cứ của liên quân tại Saudi Arabia và Israel nhằm buộc Israel tham gia cuộc chiến và các nước Ả Rập rút khỏi liên quân. Song Israel vẫn trung lập và các nước Ả Rập trừ Jordan vẫn tham chiến. Ngày 29 tháng 1 năm 1991, Iraq sử dụng khoảng 1.500 quân, 80 xe tăng, xe bọc thép mở một cuộc phản công lớn tấn công liên quân ở Qabri tại Saudi Arabia, cách biên giới Kuwait-Saudi 30 km. Tuy nhiên, quân Iraq phải lùi bước trước các lực lượng Saudi Arabia được lính thủy đánh bộ và không quân Mỹ yểm trợ 2 ngày sau đó. Sau 38 ngày đêm không kích,
Mỹ và Liên Quân đã làm thiệt hại 10% toàn bộ lực lượng quân sự Iraq được triển khai trên sa mạc cũng như nhiều cơ sở hạ tầng của Iraq. Ngày 21 tháng 2 năm 1991, Tổng thống Saddam Hussein kêu gọi các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq chiến đấu tới cùng chống các lực lượng liên minh. Một ngày sau, Liên Xô và Iraq thỏa thuận về đề nghị hòa bình do Liên Xô đưa ra, nhưng Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị đó và đòi Iraq phải rút quân vào trưa ngày 23 tháng 2. Ngày 24 tháng 2 năm 1991, Liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu mở cuộc tiến công trên bộ với mật danh Thanh Kiếm Sa Mạc. Mỹ và Liên Quân sử dụng hai lữ đoàn đổ bộ nghi binh lên bờ biển Đông Kuwait. Lực lượng chính vượt biên giới Ả Rập Saudi, đột phá chiến tuyến phía Tây Nam rồi đánh vào lực lượng tinh nhuệ nhất của Iraq ở Tây Nam Basra, đồng thời sử dụng 300 máy bay trực thăng đổ bộ một lữ đoàn vào sâu Iraq hơn 80 km. Tiếp đó, nhanh chóng tiến vào thủ đô Kuwait, tới thung lũng sông Tigra và Euphrates. Lực lượng tham gia chiến dịch này gồm có 16 sư đoàn, 6 lữ đoàn thuộc các đơn vị bộ binh, đổ bộ đường không, thiết giáp, lính thủy đánh bộ, được yểm trợ tối đa của không quân, tên lửa, pháo binh và hải quân. Lực lượng vũ trang của Iraq nhanh chóng bị áp đảo. Phần lớn lực lượng của Iraq đã tháo chạy hoặc bị tiêu diệt. Ngày 26 tháng 2 năm 1991, Iraq tuyên bố quân đội sẽ rút khỏi Kuwait vào cuối ngày. Đoàn quân Iraq rút lui dọc đường cao tốc Iraq-Kuwait nhưng bị tấn công liên tục, khiến nhiều phương tiện bị hủy hoại và binh sĩ thiệt mạng, tới mức gọi đây là xa lộ chết. Ngày 27 tháng 2, Hoa Kỳ tuyên bố Kuwait được giải phóng sau gần 7 tháng bị Iraq chiếm đóng và tuyên bố ngừng các cuộc tiến công của đồng minh. Iraq chấp nhận toàn bộ 12 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 28 tháng 2, chiến tranh chấm dứt sau khi Tổng thống Saddam Hussein ra lệnh ngừng chiến đấu. Thắng lợi hoàn toàn thuộc về Mỹ và Liên Quân. Trong 7 tháng, Washington đã tiêu 116,6 tỷ USD và tổn thất 383 binh sĩ. Ước tính có khoảng 8.000 đến 10.000 lính Iraq đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thắng lợi này có nhiều hạn chế và khiến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hồi sinh mạnh mẽ, biến Iraq thành mảnh đất máu và nước mắt, thay đổi trật tự ở Trung Đông và cục diện của thế giới. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký IG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!